Đây là bữa ăn và món ăn chính của ông bà đây. Ông bà là không ăn cơm, không đến nấu cơm ăn, là nấu mẻn mén quanh năm suốt tháng. Ông bà chỉ có dùng cái nước này. Bà xúc động quá bà lại không. Ra mà. Nào dùng dùng ố. Ông là ăn được ớt cay lắm. Đấy, ông nọ là na. Ui chưa. Cháu Quyền xin chào quý cô bác, anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Quyền Yển TV. Các bác thân mến, hiện tại thì cháu Quyền đang có mặt ở nhà của hai ông bà 92 tuổi. Và hoàn cảnh của hai ông bà thì cô bác, anh chị cũng đã theo dõi ở những thước phim đầu rồi. Là hiện tại thì con trai của bà đã bị bệnh ung thư gan là đã mất rồi. Sau khi mà con trai của ông bà mất ấy, thì là con dâu cũng không thương ông bà, là không cho ông bà ở cùng. Thế là ông bà tự ở trong một cái ngôi nhà rất là xộc xệch và cũ kỹ. Và năm nay là ông đã được hơn 92 tuổi, còn bà thì đã hơn 80 tuổi. Tuy nhiên thì với cái tuổi của ông bà ấy, đáng nhẽ ra là phải được nghỉ ngơi đấy, được các con cháu chăm lo rồi. Nhưng mà hai ông bà vẫn phải làm đủ mọi thứ để mà có cái ăn, cái mặc. Và ông bà tự túc hết. Đấy, sau đó thì anh em cháu lên trên này và cũng có chia sẻ những thước phim lên trên kênh. Và cũng kết nối, gieo duyên được đến với cô bác, ông bà trong và ngoài nước. Thì hiện tại là anh em cháu cũng đã giúp đỡ ông bà là chuẩn bị làm một cái ngôi nhà ở đây. Đấy, bây giờ thì xin mời cô bác là đi vào bên trong này. Tới này anh em cháu sẽ làm một cái ngôi nhà. Với tuổi của ông bà bây giờ ấy thì là thực sự ra để ông bà mà sống khỏe, cháu nghĩ là giỏi tầm khoảng 15 đến 20 năm nữa thôi. Bây giờ ông bà mà ở trong một cái ngôi nhà không an toàn một chỗ nào cả đấy, thực sự là rất là thương ông bà. Đấy, cho nên là bây giờ anh em cháu cũng chỉ làm một cái ngôi nhà là nhà ghép bằng cái tôn và lập bằng tôn xốp, có cái không gian của nhà bếp, nhà vệ sinh cho ông bà, để ông bà có chỗ ở ổn định, sạch sẽ, không nguy hiểm. Luna tumitu khờ ua chi khờ pua giờ Luna say ua na cả nhà chứ nhà mà ua tao chả chứ rong rong đi mà ua na ua rung rung ua tao chả chứ rong rong đi ua nhà tắm, nhà vệ sinh khờ pua na chỉ một đề ô chỉ một đề là Thưa cô bác, là hiện tại thì anh em cháu đã gọi vật liệu vào đây rồi. Đây là anh em cháu đã gọi là hơn là 3 khối cắt và gạch. Đây là gạch bi và xi măng. Xi măng nhớ tớ. Xi măng. Nhớ bi à? Nhớ xi măng à? Ừ. À xi gì nhỉ mà? Xi nhỉ nó qua. Nhớ tao phải tao chế à. À. Nhớ tao chế. Nhớ tao à. Tao chế. Dạ mà ô lên mà. Cháu đã gọi gạch về, cắt này và xi măng vào đây. Thì xi măng thì cháu lấy vào ấy thì là cháu để ở trong nhà. Đấy, còn cắt thì là lấy một xe vào đây và gạch. Đấy.
Sắt thì thưa cô bác là hiện tại anh em cháu đã gọi vào đây rồi, cháu anh em cháu để ở bên xã, để nhờ ở bên xã bây giờ vẫn chưa đủ. Đấy, cái sắt cho anh em cháu làm ấy là sẽ đặt tận nhà máy luôn, thì đo cái kích thước để cho người ta cắt ở đấy xong là sẽ vận chuyển vào luôn, thì khi mà vào đây thì sẽ không bị thừa và không bị lãng phí. Đấy thì ở đây thì cháu sẽ làm một cái nhà ghép với cái diện tích là không gian là cũng không quá là rộng, cũng vừa đủ để ở. Và ngoài ra thì cháu sẽ làm cái không gian bếp và nhà tắm, nhà vệ sinh khép kín ở đây cho ông bà. Đấy. Ở đây thì sẽ làm cái bể phốt ở đây. Đấy, để cho ông bà là chẳng may mà lúc nào ông bà trời mưa to, ông bà không đi đâu được ấy, thì sẽ ở trong nhà đi vệ sinh. Khả năng là cháu nghĩ rằng là làm để dự phòng thôi, chứ thực sự ra để ông bà đi vệ sinh ở trong nhà thì chắc cũng ít, tại vì ở đây là không có nước ấy các bác, không có nước thì rất là khó. Và vài hôm nữa thôi, khi mà sát vào rồi anh em cháu sẽ vào đây để triển khai là làm luôn. Thì với cái nhà kiểu như này ấy, thì là cũng sẽ nhanh thôi, tầm khoảng độ 1 tuần là cũng sẽ hoàn thiện ngôi nhà các bác ạ. Hôm nọ thì anh em cháu có gọi vật liệu vào đây ấy, thì là em Giang cũng cho mấy anh em là thuê mấy người ấy, thì là chở vào đây. Đấy, một cái quãng đường là hơn 10 cây số chở bằng xe máy, là chở gạch xi và cát. Cũng rất là may mắn khi mà anh em cháu chia sẻ những thước phim về hoàn cảnh của ông bà lên trên kênh, thì cũng nhận được sự yêu thương, ủng hộ yêu mến của tất cả cô bác ông bà đến với hai ông cụ bà. Đấy, rất là đáng thương khi mà anh em cháu bảo là mua thức ăn này hoặc là lên ấy, là gặp ông bà rất là vui. Và bản thân của cháu ấy thì là cứ mỗi lần cháu lên trên này là cháu cũng sẽ, dù là như thế nào đi chăng nữa, cháu vẫn phải trích tiền ra để cháu mua thức ăn cho ông bà. Đấy, tầm tuổi ông bà là cũng chả cần cao sang hay là chả cần phải nhiều tiền làm gì nữa, chỉ cần có cái ăn, cái mặc và chỗ ngủ, ăn ngủ ổn định là được rồi. Cứ có món nào ngon là mua lên cho ông bà ăn đã. Luna, Pua, ra đây, Luna. Nãy xe qua nhà vệ sinh luôn á. Nhà vệ sinh ạ. Đấy, cái chân cột thì là bạn cơ khí bạn ấy cũng đã đào rồi. Đấy, 6 cái hố cột ở đây. Nhà vệ sinh qua luôn á. Nhà bếp à? Khẩu trùng nó bỏ sức cả hai chưa à? Khẩu trùng á? Lúc khẩu trùng. Ủa nó sẽ tìm ổn trả nè, ổn á, ổn á một tí có. Ông bà bảo chắc là đi ra kia thôi. Khó trông thế ôi. Cho nó một chỗ tí. Ná cầu ổn ná. À hả ná chì dọc bị ổn. Chì dọc bị ổn. Ná. Đây, cái tâm cửa là sẽ nhìn ra đây. Nhìn ra hướng đây. Ná. Ổn nó chạy. Mỗi đó chỉ rau mà. Ná. Ừ. Có tỉ ná. Khó trông. Ná mùng. Khó trồng nhau một chỗ tí cơ mà. Một chỗ cụ. Khó trồng một chỗ cụ lô. Khó trồng cho một tí chỗ cụ cơ. Ông bảo là làm cửa đây là hướng thẳng ra chỗ bên Trung Quốc luôn. Ông bảo là làm chỗ này thì cửa trong trong là một chỗ tí hà lê rong. Đẹp cô bác ạ. Một tí hà lê rong à. Ua lô ná. Ua rung. Ua lô ná hà rong. Khó trồng ở chỗ tí hà rong. Mùng mùng chia đó. Chia oan mẫu nào. Dạ mà. Đấy thì hôm nay là thưa cô bác là cháu lên trên này thì cũng muốn cập nhật cái tiến độ về nhà của hai ông bà cho cô bác anh chị ở trên kênh là cùng biết. Và thứ hai nữa là cháu cũng muốn lên thăm hai ông bà. Đấy, lâu lắm rồi không gặp hai ông bà. Đây là những bộ quần áo mà các bác được các bác gửi lên cho. Đúng rồi. Đấy, còn bà ấy thì là bà một chị mặc bộ quần áo dân tộc. Đi nhỉ, mua nụ đi. Đi mua nụ. Bà bảo là vừa rồi là bảo là đi lên trên này để hái rau về để nấu cơm. Đấy, hôm nay thì cháu lên trên này cháu cũng mua cho ông bà là một con gà ấy. Cào tụ cá cào à? Hả? Tụ cá cào mà chó cào không?
Tôi mới nhớ cho tôi cá tua này. Ê, vua hai dễ nào nè hả? Dạ mà. Chứ mới nhớ nè. Hôm nọ là cháu mà có nghe một tin ấy, cô bác. Là ông bà ở nhà mà là nuôi được gà. Thế là bị ai trộm mất con gà đi hết. Bây giờ là chỉ còn mấy con nhỏ thôi cô bác. Đấy. Ô chia hoa màu nào cao na ô ruột tụt cát hờ cao na rào na khá tờ bùa hả tụt na bùa bùa tụt na khum bùa na tụt bùa ừ ô tụt na khum bùa na à. Đây ông bà là nuôi lợn ở đây luôn các bác ạ. Nên ở đây rất là ấy. Cao. Cao ua lô na một chia. Kha kha pu pu kha mic. Cao rốt rốt lô na năm mà. Một giờ cho được à? Dạ. Một giờ cho được năm mà. Ô lê. Anh đi ăn tù một. Kha ao tù na nào. Một giờ cho tá ô rồi. Ô lê. Đây con lợn của ông bà đây. Úi dồi ôi, ông bà là năm nay được 92 tuổi rồi các bác ạ. Nhưng mà chăm những cái con vật nuôi của mình rất là tốt đấy. Mặc dù là nhà là không trồng được ngô nhiều ấy. Và cũng không có nương. Nương thì là con cái của ông bà tự làm, tức nghĩa là con dâu tự làm hết ấy. Cho nên là khi mà ông bà nuôi được những cái con lợn như này ấy, là ông bà phải đi lấy củi này, phải đi trồng ngô này. Trồng ngô để trồng nhờ nương của người khác thôi. Và phải nghiên ngô và cho con lợn ăn thì con lợn mới mập và béo này. Úi dồi ôi. Y ao bay. Y ao bay bao chữ châu xiang. Xiang. Xiang tù. Xiang tù. Xiang tù mi bùa. Xiang tù mi bùa. Tù nà gì tù. Bảy con. Xiang. Xiang là bảy. Cả mùng rốt rốt à? Cả mùng rốt rốt á. Mùng rung rung lồn á, mùng chia ô. Úi dồi. Cái cuốc của ông bà đâu nhỉ? Hộ ông bà là cào mấy cái này một chút. Bố ơi. Khờ khờ lồn á, khờ cúm à. Ná khá tờ. Nà. Khờ. Tú sâu. Ta lấy mũi tú rơi mà tú gà chứ chinh. Tu có lo khờ ra na hơi bị bất đồng ngôn ngữ một chút đấy các bác, nhưng mà không nghe được nên bắt buộc là phải nói loạn xạ với ông bà hết rồi. Đấy, cháu sẽ cào hộ ông bà. Thưa các bác anh chị, trên tay của cháu Quyền đây là sản phẩm mật ong khoái nguyên chất 100%. Mật ong thì có rất là nhiều công dụng chữa ho và đặc biệt là liên quan đến đường hô hấp và đau dạ dày, rồi là tăng cường sức khỏe, ngăn ngừa bệnh ung thư rất là tốt. Và đây là sản phẩm nguyên chất 100% ở trên rừng già. Rất mong cô bác anh chị sẽ ủng hộ những sản phẩm hiện tại cháu đang bán ở trên kênh để anh em cháu có thêm những khoản kinh phí đi chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ở trên vùng cao này. Cô bác anh chị mua hàng ủng hộ anh em cháu có thể liên hệ cho cháu qua số điện thoại 0369 944 064. Xin cảm ơn cô bác. Bù mua. Dạ mà. Dạ mà. Ở đây ông bà để nuôi con lợn ở trong nhà luôn đấy. Tại vì ông bà không làm được cái chuồng ấy các bác. Ăn chung với con chó đang đẻ. Chó đẻ ở trong nhà. Ăn chung luôn. Và bà ấy thì là ngủ cùng với gà. Gà là cái làm cái ổ gà ở trong nhà, ngủ đầu giường có một ổ gà. Và cuối chân giường có một ổ gà, anh ngủ cùng ổ gà ấy luôn. Và ông cũng vậy, ông ngủ ở trên tầng 2. Đây là ông ngủ với gà luôn. Đấy, bây giờ thì
chỗ nhà cũ này để mà dọn dẹp sạch sẽ thì cũng hơi khó đấy. Vì con lợn này ủi hết cái đất này lên nhìn rất là bẩn. Đấy, giờ chỉ còn bằng cách là cào thành cái ránh để nước chảy đi và đẩy nhanh cái tiến độ là làm nhà cho ông bà, để là cho ông bà chuyển xuống dưới này ở. Và cái chỗ này ấy thì là sẽ kệ và để cho ông bà là làm cái chuồng luôn, mấy đứa làm cái chuồng ở đây. Chắc cái nhà cũ này ông bà cũng không phá đi đâu, ông bà vẫn để nuôi lợn đấy các bác. Đây là bên trong ngôi nhà. Tăng màu á? Ui dồi dồi. Cao nào rồi ná? Ná rau cao nào á? Tàu à? Học tàu à? Học tàu á? Ui dồi. Tàu à? Thưa cô bác, ông bà, đây là bữa ăn và món ăn chính của ông bà ở đây. Ở đây là món bí ông bà là ăn. Năm nay là ông bà được 92 tuổi. Ông bà ăn toàn là rau, củ quả, những cái ở trên rừng thôi. Đấy. Ăn rất là dân dã nhưng mà ông bà vẫn khỏe. Ôn ố rồi. Nào ra nào. À ra mà ôn lên. Cún nào nào à. Cái giờ đấy à. À ra mà. Phụ nào á. Ừ. À đấy ông bà là, thưa cô bác, ông bà là không ăn cơm, không đến nấu cơm ăn. Là nấu mẻn mén. Đây là món mẻn mén. Ăn ăn cái món này là khỏe khỏe lắm và no lâu. Đấy, giới thiệu với cô bác anh chị một chút. Nhiều cô bác anh chị là xem video thì chưa biết món này là làm từ cái gì. Đây là làm từ những cái ngô, hạt ngô. Hạt ngô đi xay và lấy cái xay tạo thành cái dạng như kiểu nhuyễn nhuyễn hết đấy. Thì là sẽ mang về nấu đây, khô này. Đấy, ăn cái này là không, tuyệt đối là không được cười. Đấy, cười là sẽ bị bay vào, bay ra ngoài hết, là phải có nước canh để chan. Hòa Nam nào tụ cá có lên mà. Đấy. Xem ông bà. Ôi ồ. Đây, lấy cái nồi này làm luôn. Qua luôn á. Qua tụ cá qua luôn á. Ra. Đấy, nhà ông bà là đồ đạc các thứ là không được gọn gàng lắm, tại vì hai ông bà ấy thì là theo phong cách ngày xưa rồi, những cái đồ đạc gì là cũng cứ cất vào trong nhà hết thôi. Thì ngày trước thì là có một con rắn rất là to đấy, vào trong nhà luôn cô bác ạ. Ua, ông bà lấy đu đủ ở đâu về nhiều thế đấy. À đây là món ăn của ông bà đây. Đây, vừa nãy là cháu giới thiệu ấy, thì là cái món mẻn mén ông bà đang nấu ấy, thì là đây. Cái bột ngô ông bà đi sát về, xay nhuần nhuyễn đây này. Bà để trong bao này. Cái này sẽ là vừa là cho con người ăn và cả con lợn, con chó, đấy, con gà là cũng sẽ ăn cả, ăn cùng nhau hết. Đấy, cái bột ngô này. Ngày trước là ông ngủ ở đây, hay sau đó ấy, thì là có con chó đẻ ở dưới gầm giường, thế là ông lại chuyển lên trên này ông ở. Đấy, ông ngủ ở trên này này. Không biết là đây là ông tự xay là ông mang đi sắt nữa. Đấy, ông mà không đi sắt được thì ông sẽ tự xay như này. Đấy, đây là cái cối xay. Cối xay này thì là đây. Ông với bà mà không đi, chả biết là ông bà đi đâu nghiền ấy, sát ấy. Nếu mà ông không đi được thì ông sẽ cho vào cái cối này để ông xay như thế này. Chắc là nếu mà các bác là những người lớn tuổi thì trông chắc là với những cái này thì không quá là xa lạ. Còn với những các bạn trẻ bằng tuổi như cháu ấy, thì ở dưới thành phố thì có thể là có khi là không biết đến cái này là dùng để làm gì. Đấy, cái này thực sự ra là cái hai cái tảng đá và người đặt bà con là đục khoét để làm cái cối xay. Đây là cối xay ngô. Đấy, cứ như thế này xay theo ngược lại kim đồng hồ.
và nếu mà cho nhiều ấy thì là ngô sẽ xuống nhiều và ngô sẽ thành hạt to hơn, thì sẽ kiểu này là sẽ không được nhuần nhuyễn, và nếu con lợn con thì sẽ không ăn được. Đấy, ở đây là ông bà là tối nào ông bà cũng sẽ kéo như thế này. Đấy, kéo xong lại đẩy đẩy kéo. Đấy, và ngô là sẽ ra từ những cái lỗ mà được ông bà đục ấy. Đấy, các bác thấy không, xay một lúc là thấy ngô ra từ cái cối xay này này, rất là mịn luôn. Mệt đấy. Chưa xuống hết này, cái này không xuống mấy này, cho cái ngô hạt kia vào mới xuống cơ. Ông bà hay là ngược kim đồng hồ, à khoái như thế này mới đúng. Cái bột ngô này sẽ dùng để nấu món mèn mén đấy các bác. À, lúc nữa thì cháu sẽ ăn cái này. Ui! Nè! Ủa, ủa, lúc nào? Rồi. Nó nát khờ 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 cụ ạ. Khờ cụ ạ mà. Khờ khờ khờ. Cậu ạ dễ lâu. Dạ mà. Bố ơi. Ủa luôn á khá tờ. Trang chầu. Trang chầu. Ừ. À. Bố trang chầu. Ừ. Trang chầu. Ừ. Khá tờ. Bố bố. Dạ. Ủa luôn á khá tờ. Luôn á dạ. Ngày cứ mỗi lần là cháu lên cháu sẽ học vài câu, à, dần dần là sẽ biết hết. Ở đây này, nước của ông bà đây, nước dùng của ông bà đây. Ở đây là hoàn toàn là dùng bằng cái nước mưa các bác nhá. Úi dồi, con gì rơi vào đây. Nước hứng nước mưa để ông bà dùng thôi. Không có nước nước nguồn. Để cho nước vào đây. Rửa qua con gà đã. Ở đây là nước ông bà là dùng rất là tiết kiệm luôn. Đấy. Rửa tay vo gạo lại cho vào cái chảo. Sau đó thì lại dùng để nấu cám lợn. Bố ơi. Tu mi tu na ruo chi khờ cao cao nhà chi nhà. Nhà mà. Nhà lê oa màu rung rung ô. Nhà mà. Năm nay là ông được cả chắc phải hơn 92 tuổi rồi các bác. Ông vẫn còn khỏe lắm, ông đi vác ngô ấy. Là ông vác được một cái sọt ngô. Úi dồi ôi. Bình thường cháu nhấc lên ấy là còn thấy rất là nặng, nhưng mà thấy ông đi vác bình thường. Phải nói là ông rất là khỏe, bằng tầm tuổi như ông còn làm được cái điều đó. Con dâu thì cái lúc mà con trai còn sống ấy thì là đã không thương rồi. Đấy. Cho nên là cái lúc mà
con trai của ông bà mất rồi thì con dâu là không thương một chú nào cả. Đấy. Ông bà kể với cháu là ông bà là đi trông nhà hộ 3 năm. Thế là con trai với cả con dâu đi Trung Quốc làm thuê 3 năm về. Đấy, về đến nhà thì ông bà xin là 50.000 để đi chợ phiên, đi mua đồ ấy. Thế là bị con dâu mắng cho, đấy, chửi cho. Thế là từ đó ông bà là rất là buồn và bực. Là ông bà quyết định là không ở cùng với cả con cái. Ông bà tự lên trên này, đấy, tự làm. Làm được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, không muốn phụ thuộc vào ai nữa. Nếu mà không được sự yêu mến của cô bác ông bà ấy thì là không biết là cuộc sống của ông bà sẽ như thế nào. Phải ở trong cái ngôi nhà này đến bao giờ. Bây giờ thì cũng rất là may mắn khi mà gieo duyên kết nối được với các bác, thì ông bà cũng sẽ càng ngày và dần dần là cuộc sống ổn định hơn. Ở trên này thì là ông bà ông ngủ trên này này các bác. Trên này là có những cái cây ông phải trống lên như thế này. Tại vì là ông để ngô ở trên này nhiều quá, rất là nguy hiểm. Đấy, ở trên tầng 2 này là ông để ngô cực kỳ là nhiều luôn. Đấy, em lên trên đấy em quay cho các bác xem. Ông thì là ông vẫn ngủ ở trên tầng 2 đấy thôi các bác ạ. Đấy, ngày trước thì cháu cũng mua cái màn mới lên cho ông. Và ở đây thì ông đi trồng ngô nhờ đất của hàng xóm ấy. Thế là cái ngô này thì không phải là ngô của ông hết. Ông trồng nhờ đất thì ông phải chia cho người ta. Đấy, thì chia là chả biết là chia cho người ta bao nhiêu. Thế là ông cái ngô này là ông bà tự làm hết, không nhờ ai cả. Đến một cái quả ngô ở trong nương ông tự đi vác về hết, không nhờ ai vác. Khâu đề. Dạ chị à? Dạ. Khâu đề. Dạ. Khà nó tớ khà khâu đề á. Lộc cô. Lộc cô. Sang chủ. Sang chủ. Na. Ona ona. Chủ phu. Chủ phu. Khâu đề là thâu đề mà. Thâu đề. Thâu đề của nó mà. Thâu đề na đề. Thâu đề nhậu mà. Dạ. Thâu đề là đun nước. Trong lúc chờ đợi thì cháu sẽ đi quanh ngôi nhà của ông bà một vòng cho cô bác anh chị xem. Ở đây là nguồn nước của ông bà là dùng như thế nào. Đấy. Đây cô bác ạ. Ngôi nhà của ông bà ấy thì là trên này là những cái tấm bạt chả biết là bà đi nhặt đâu về. Đấy. Thành mảnh bé thôi. Và những cái bao tải đấy che lên rất là tạm bợ như thế này. Đấy, ở bên này thì là các bác nhìn thấy không, nước xanh loe luôn. Cái nước này thì là ông bà là hứng ở trên cái tấm lập pro xi măng xuống. Đấy, xanh loe. Và cái nguồn nước chính của ông bà là ở đây các bác ạ. Đấy, ở đằng sau này. Xanh loe luôn. Tức như là quanh năm suốt tháng ông bà chỉ có dùng cái nước này để mà sinh hoạt. Và cái này là cái nguồn nước ông bà sử dụng hàng ngày để ông bà ăn uống, nấu cơm, giặt quần áo. Và ở hứng bằng cái nước tấm lợp polo xi măng này. Đấy, các bác nhìn thấy là những cái tấm lợp đấy là mọc rêu xanh loe. Như thế này là có một cái chất gì đấy là gây nên ung thư. Tuy nhiên là cũng không biết là một cái lý do gì đấy mà ông bà hứng bằng cái nước tấm lợp polo xi măng mà ông bà vẫn còn khỏe. Năm nay là ông bà được 90 tuổi mà ông bà vẫn còn khỏe như vậy. Đấy, với cái nguồn nước như thế này thì nhìn cảm giác là không được sạch lắm. Đấy, nhưng mà ông bà bắt buộc là không có nước để mà dùng, ông bà vẫn phải dùng như thế này thôi. Con ong, đây là con ong, tổ ong của ông ấy.
biết là đã có mật hay chưa. Đây. Tất nhiên là tất cả những cái gì mà liên quan đến bạt rồi là vỏ bao, cái gì đó mà tận dụng được ông bà đi nhặt về hết. Nhặt về để làm sao để ở trên này để che không bị mưa vào nhà. Thưa cô bác, là bây giờ thì cháu cũng đã nấu cơm xong rồi. Đấy, chặt thịt gà xong rồi. Đây là lọ chẩm chéo, hiện tại là cháu đang bán ở trên kênh Chẩm Chéo Quyền Hiền TV. Đấy, thì cháu sẽ pha một bát nước chấm thần thánh cho ông bà. Đấy. Lấy nước luộc gà này cho vào luôn, pha trực tiếp luôn, không cần phải cho cái gì cả. Vừa rồi thì ngồi ở trong nhà ấy cô bác, là hơi tối một chút và ở không khí ở trong nhà thì hơi bị bí. Nhà ông bà, nhà trình tường, nhà đất ấy, bây giờ thì cháu cũng đã xong rồi. Đấy. Thì púa mít tu na luôn á ua màu khờ pù khờ giờ nào ô cháu ô cháu ô lê mà bắt tay mà ô cháu rồi. Bà xúc động quá và lại không. Bà xúc động quá quá. Cho bà ăn bà cũng xúc động, bà lại khóc. Ô lên mà. Na. Đây cô bác ơi. Hôm nay thì cháu lên trên này, cháu cũng có mua được con gà. Đấy, lên để cháu luộc cho ông bà ăn. Đấy, đây là cháu sẽ cho ông bà ăn cả con luôn. Đấy, không phải chặt nữa. Đấy, bây giờ sẽ cho ông ăn trước. Còn đây là cái bát nước chấm. Đấy, nước chấm chẩm chéo của cháu. Cái này không cay đâu các bác ạ. Chấm không cay. Ú, ná ơ, cắn nào ná dùng dùng ô. Búa búa cậu nào là nào mà nào mà nào mà cậu nào mà ôi giời ôi là tôi mày dâu dâu ra mà ôi lên mà ná khờ 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 búa ná ná khờ ná khờ búa búa nào ná chín nào chín đảo nát chín nào á? Ồ, phủ chín nào là? Ồ, ô lê mà. Giờ nào? Giờ nào nát á? Ấn nào, cao nào à? Ô lê mà. Ui giời ơi. Ông ăn là rất là thích luôn. Ồ, ông nào là dùng dùng ô? Dạ mà. Nát nào? Nụ nát mà? Ô lê mà. Chú cơ cân nào? Ra mà tăng ra mà cần o lồn na nào dùng dùng ô ui rồi đây ông chấm miếng miếng da gà ăn ô nào dùng dùng thì cao nào dùng dùng này cũng nhả thì cháu nhua xa rồi dòng ra mà cháu bố hai dễ nào ra bố dễ nào ấy mẹ nhà đồng con này bố hai dễ mà na na khởi cào nào ơi già mà ui u u ê căng nào căng thì cào nào căng căng thì mi tu na nhả thì căng thì già mà u cào nhớ chân có bùa nọ già u khởi bù khởi giờ nào căng thì
cả nào ná cả chị nhà chứ nhà nhà mà nhà cái nhà đi đó ú dào mà dào mà nào dùng dùng ố nào dùng dùng ố nào lăng thì căng căng nhà mà ná 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 khờ phủ khờ giờ ố à khơ búa đấy, vừa nãy thì cháu là cầm thịt gà cháu chặt nhưng mà cháu không chặt nữa đấy, bốc cả con cho ông bà ăn được bao nhiêu thì ăn để ông bà để lại. Ôi trời ơi nhìn ông bà ăn ngon quá cô bác ạ, thấy rất là tội cho ông bà. Nếu như không có anh em cháu lên trên này để mà có được những bữa ăn ngon như thế này thì khả năng là ông bà sẽ rất là hiếm khi để mà gặp. Tại vì là cái lúc mà con trai của ông bà khi mà còn sống ấy, thì là ông bà cũng không có được những bữa ăn ngon như thế này. Mà khi mà con trai của ông bà còn sống mà ông bà đã không được ăn rồi, thì đến lúc mà con trai mất ấy, thì là con dâu cũng không thương ông bà một chút nào cả. Đấy, có những lần là khi mà anh em cháu lên trên này nhận được những phần quà của các bác rồi ấy, thì là mang quà lên thì con dâu còn lên trên này để lục lọi cơ. Đấy, rất là tội nghiệp. Ông là năm nay đã được 92 tuổi. Tuổi của ông gọi là chả được sống được bao nhiêu lâu nữa. Đấy, khi mà nhận được những phần quà thì cháu cũng chỉ mong muốn rằng là mang những đồ ăn, thức ăn đồ uống ngon nhất lên trên này cho ông bà thôi. Cán nào dùng dùng ố, bú ố. Nà, cán nào ố. Nào dùng dùng mà. Đây, miếng gan. Miếng gan này cho ông ăn. Ông là ăn được ớt cay lắm. Đấy, ông nọ là na. Ui giờ. Ui giờ. Na na khờ púa. Trời ơi, bóc nuốt con gà này ra cho mà ăn. Nào cào, nào rung rung không? Nè, má cào, bóc bên này là cho bà. Hôm nay cho ông bà ăn ngán thịt thì thôi. À ui ồ. Bố ơi, cá chứ nào ná lo. Chứ nào. Thế khâu khâu giờ lo. Khâu giờ mẹ. Ra mà. Bố đi bố chín nào. Chín nào. Ná khá tờ. Ná, ná khá tờ. Hào chào. Hào chào. À. Bố chín nào hào chào. Bố chín nào hào chào mẹ. Chín nào hào chào. Ná bố. Ồ, ở đây. Nào ô. Ô, tông tàu cả. Nào dùng dùng ô. Ô, tông tàu ô, mà mặt ra phù hai giờ lên. Cho tôi phù hai giờ nào mấy. Phù sẵn là phù nào chết nè. Dạ mà. Nó sẽ... Nào dùng dùng. Nào dùng mặt ra phù hai giờ lên. Ná, phù. Ừ. Giờ. Giờ cả nào ná. Ừ. Nào, ná. Úi trời. Ô lê ô. Dạ mà đấy. Hôm nay thì chả biết là ông bà là không thấy nấu cơm cô bác ạ. Là nấu bát mèn mén để ăn. Đấy. Nào tụi ta tàng ố. Nào tàng nào màu. Ná khá tớ. Pù. Máu của. Máu của. À máu của. Của. Máu của. Ná rào đề. Dạ cua. Cua. Ừ, cua. Cua na bùa na dạ, nào. Cua na máu cua. Dạ mà. Nè dạ. Dạ là. À. Ừ. Nào dùng dùng ố. Ừ, nào rồi. Ờ. Cá nhào, nhào. Nhào mà. Ruốc khờ
ao tù cả khờ cao ôi đấy mà nhà mấy tu liếu mấy tu chả tu quá nhiều năm nó tung ra rông ra già mà na già mấy tu mấy sai à nhà mấy tu mấy tu nhà mấy tu mấy ao tù nhà mấy tu à ao tù già mấy tu ao tù nhà mấy tu già nào rung rung ố ủa mềm mềm nào rung rung ố à, thưa cô bác ông bà là ngày hôm nay thì cháu lên trên này cháu cũng mua lên cho ông bà là một con gà đấy thì cháu luộc cả con đấy, xé ra cho ông bà là chấm ăn luôn đấy hôm nay là ông bà là được một bữa ăn rất là ngon đây cũng là những tấm lòng vàng của cô bác anh chị anh em cháu mới có dịp để thực hiện những chương trình như thế này đến cho ông với bà một lần nữa cháu xin được cảm ơn quý cô bác ông bà trong và ngoài nước rất nhiều cảm ơn cô bác ông bà đã luôn luôn tin tưởng đồng hành cùng với cháu Quyền trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì thước phim của cháu đến đây cũng khá là dài rồi, chắc có lẽ là cháu kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những thước phim tiếp theo trên kênh Quyền Yển TV. Xin chào các bác.